Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. It's only right, if baby. You think I'm front, yeah. Why you mad? Yo, go on, run it back. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip về SBC của bộ bèo nha anh em. Nó sẽ mở như thế nào. Và chỉ còn có hai cái SBC nữa thôi. Mình làm clip này hơi muộn anh em. Cái chợ thì đang lỗi nha anh em. Đấy, cái này là hôm qua nha. Đó là tối hôm qua ha. Thì cái chợ đang lỗi rồi. Thì cái clip này làm hơi muộn xíu anh em. Chỉ còn có hai cái SBC của bèo lấy thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm hết tất cả các SBC kia còn lại cho anh em. Làm sao để mở được hết thôi. Thì mình nghĩ là cái chợ đang lỗi là do gì anh em? Do có thể là một số anh em đang ôm hàng á, ôm một số con 114 nha. Tại vì cái FPC cuối cùng của kênh bèo á, nó yêu cầu là 3 con 114. Mình nghĩ là nó sẽ đang ôm hàng. Một số anh em đang ôm hàng nên cái chợ lỗi nên AI đang làm lỗi chợ rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vô mình xem cái FPC đầu tiên nha. Tại mình chưa có build, bây giờ mình build hết cho anh em nè. Anh em nào chưa làm thì làm theo ha. Lấy cái này dễ rồi. Chỉ có over 114 thôi. Ê 104 thôi anh em. Và 11 cầu thủ thôi. Và một cầu thủ phải đúng vị trí nha anh em. Đó cái đầu tiên đó thì khá dễ rồi. Thì mình đã làm rồi. Thì chắc một số anh em nó làm hết rồi. Đa số anh em nó làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ làm lại thôi. Đó. Ok anh em, cái mạng nó hơi yếu nha anh em. Anh em thông cảm nha. Đó. Thì hôm nay mình làm một clip về bèo cho anh em. Mở bèo ha. Thì con bèo này á, thì rất là ngon. 117 mà ri nữa anh em. Mà ri theo cái kiểu gì anh em? Ri phải mua cầu thủ. Tính ra cũng không ri nữa. Nhưng mà được cái gì? Nó mang con mùa giải mới cho anh em. Đó. Ngon ở chỗ đó đó. Rồi mình làm xong một cái FPC đầu tiên rồi. Bây giờ mình sẽ sang cái FPC thứ hai ha. Đây. Nói chung mình cho hết cầu thủ rồi. Cái FPC thứ hai này khá dễ. Chỉ có over 95 thôi, một cầu thủ và chỉ cần 5 cầu thủ đúng vị trí thôi và 3 cầu thủ re-season nè, 7 ly là 7 giải nha anh em và 9 quốc gia đó, 9 quốc gia nha anh em. Đó anh em nghe kỹ nha, anh em nghe không kỹ thì cái này tua lại nha chứ mình không nhắc lại nha anh em, nó phát khá là dài dòng. Ok anh em, giờ mình submit thôi. Thì mình chắc nghĩ là anh em đã làm hết rồi, chỉ có hai cái cuối cùng nó chưa mở thì anh em chưa làm thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn nó làm hai cái cuối luôn cho nó nhanh. Mình nghĩ cũng dễ. Thì anh em rất là trông chờ vào hai cái cuối cùng này. Thì mình làm clip cho anh em dễ hiểu hơn, tìm hiểu dễ hơn ha. Đó. Rồi tiếp theo là cái thứ ba nha anh em. Cái thứ ba này một cái khá tốn kém đối với một số anh em nè. Rất là comment dưới rất là nhiều. Nhưng mà mình không có thời gian để mình làm cho anh em. Đây. Nó yêu cầu là 6 cầu thủ re-season. Đấy. Over là 105. 6 layer và chỉ có 3 câu lạc bộ thôi. Ê, 4 câu lạc bộ này, 4 câu lạc bộ và chỉ 6 quốc gia thôi. Đó, anh em thấy không? 6 quốc gia thôi nè. Đấy. Ok, cái này là chỉ có 5 quốc gia nè. Thế không đủ nè. Bây giờ mình sẽ tìm một con cầu thủ khác nha. Đây. Ok anh em. Mình sẽ cho vô thử những số con này thử coi. Đây, không được thấy không? Vẫn là 5 quốc gia. Yêu cầu tối thiểu là 6 quốc gia. Đó. Ok anh em, bây giờ tiếp tục mình cho một con khác vô. À, con này được, con Stavine K105. Ok anh em. Đủ rồi. Nếu mà đủ rồi ok anh em, bây giờ mình thử với con nào over thấp có được không? Tiết kiệm cũng được, tiết kiệm cái over. Nếu mà không được thì mình dùng luôn em. Rồi ok, mình submit thôi. Đó. Cũng rất là đơn giản. Cái thứ ba này chỉ cần 6 quốc gia và 4 câu lạc bộ thôi là được. 6 cầu thủ re-season. Đấy. Thì anh em nào mà chưa làm á, mà mình đang hướng dẫn cho anh em làm á, thì anh em nhớ tua lại nha. Nếu nó nhanh có thì tua lại, coi từ từ thôi. Đó. Chứ mình không có lặp lại như này. Lặp lại mà đi lặp lại thì nó không hay lắm. Đó. Rồi. Cái mạng của mình buổi tối nó hơi yếu nha anh em. Đấy, đây mình làm buổi tối nha. Clip mình phải up buổi sáng nha anh em. Rồi anh em. Cái này là cái thứ tư nè. Nó mới mở cho anh em nhiều hôm qua phải anh em. Mình không để ý đó. Tại vì giờ này mình không có làm cái này. Đây. Nó yêu cầu là gì anh em? Team over 104 nè.
11 cầu thủ này, và yêu cầu là 11 cầu thủ phải đúng vị trí hết nha anh em. Đấy, hồi nãy mình làm một số FBC bên kia nên nó mất cầu thủ rồi, bây giờ mình phải thêm vô lại thôi. Đấy, em còn chăm là một vô, cái này thì khá dễ rồi. Anh em cho bất kỳ cầu thủ nào cũng được, miễn sao team là over 104 là được, mà đúng vị trí là ok. Rồi mình xong rồi nha anh em, mình submit thôi. Đó, ngon lành luôn nha anh em. Mấy cái này thì mình thấy nghĩ đơn giản anh em. Đó, chỉ cần anh em tốn ít coin hoặc là có sẵn cầu thủ thì cho vô thôi. Chỉ có một số cái FPC nó hơi tốn kém và nó hơi khó chịu một chút xíu thôi, thì mình cũng nghĩ là đơn giản thôi. Anh em cứ làm đúng theo yêu cầu là được rồi. Đó, cái mạng nhà mình nó hơi yếu anh em. Đó, thì anh em thông cảm nha, nó cứ xoay, nó quay đều. Thật sự là thì mạng buổi tối nó hay là rất là yếu nha, khá yếu luôn đó. Rồi, nó xoay nãy giờ luôn em, thấy giờ lâu chưa? Trời ơi, yếu thật. Thì một ngày nữa là anh em sẽ được mở cái hai cái khóa cuối cùng. Nó mở cùng một ngày nha anh em. Đây là anh em, đấy, 28 giờ nữa. Cái này là mình đang làm buổi tối nha anh em. Cái clip này có thể mình sẽ mặt sáng mai mình sẽ up cho anh em. Đấy, nó yêu cầu là gì? Over team là 140. Ê, 104 anh em, nó lộn hoài là 104 nha. Và 11 cầu thủ nè. Yêu cầu là 11 cầu thủ re-season nha anh em. Nhớ nha anh em, re-season re-G nha. Và 11 ly là một giải đấu khác nhau nha. Đấy, anh em xem kỹ và chưa rõ thì cứ coi lại nha. Đấy, tại vì mình không nói lại nha anh em. Rồi ok, cái bè cũng là sẽ mở cùng lúc cái đó luôn. Cái bè thì dễ rồi, cái cuối cùng nè, nó yêu cầu là cầu thủ 114 nè, và chỉ có 3 cầu thủ thôi, không cần vị trí nào hết. Anh em cứ đúng 3 cầu thủ 114 là được. Tại sao nó chắc chở lỗi? Mình nghĩ là gì, rất là nhiều anh em đang ôm hàng 114 nên nó mới lỗi anh em. Cầu thủ 114 chắc là lên giá dữ lắm, anh em nào bây giờ phải ôm trước đi, hoặc là chợ mở ra là phải mua liền, rẻ là mua liền anh em. 3 cầu thủ 114 nha anh em, còn không anh em phải up lên thì hơi tốn kém xíu nha. Mình đã thử rồi, up lên khoảng tầm hơn 5 em đó, hơn 5 em một cầu thủ đó, là cầu thủ 112 đó. Đây là mấy cầu thủ re-season, ơi mấy cầu thủ now and later anh em, sorry anh em, nãy giờ mình bị liếu lỡ nó lộ hoài. Now and later ha, có thể mang qua mùa giải mới anh em ha. Đấy, nó sẽ mở từ từ cho anh em. Ok anh em, thì hôm nay mình làm một clip nói về sắp sửa mở bell cho anh em rồi, một con hàng khá ngon cho anh em. Đấy, bữa giờ anh em nó yêu cầu hướng dẫn hoài rất là nhiều nhưng mà mình không làm được, anh em thông cảm nha. Tại mình bận rộn quá, mình làm cái nào đơn giản trước thôi, cái nào làm được trước cho anh em, cho xem clip cho anh em trước. Thì mình sẽ mở nhân phẩm vài cái để kiếm vài cầu thủ re-season để mình cho nó vô FPC nha anh em. Đấy, đây mở vài ba cái thôi chứ mình không mở nhiều, để điểm mở tuần sau đó, ngày mốt nó mở ra cái mới rồi, nên mình kiếm vài con để mình cho vô FPC thôi. Anh thấy cái mạng không, cái mạng nó cùi bắp cho anh em, nó xoay đều luôn đó. Mình xài mạng bị theo anh em, buổi tối nè nó xoay đều luôn nè. Khác cùi bắp nha anh em. Đây, re-season re-G, yeah, mở thôi, gì đây, yes, cầu thủ anh em ơi, đó, 104, ok, cứ 104 trở lên là mình thấy ok rồi. Em cho vô cái FTC kế cuối anh em, yêu cầu là 11 cầu thủ re-season anh em, đấy, 104 là ngon rồi, cứ chơi 104 là được rồi, ok, tiếp tục thôi. Gì đây, lại quay đều rồi anh em ơi, bánh xe quay đều rồi. Thật sự là các bạn rất yếu anh em, rất khá bực mình anh em. Nói chung anh em thông cảm nha, anh em ráng chờ chứ nó quay đều chút xíu. Rồi ra rồi đây, dán cầu thủ đi nha, yes, mở thôi, wow, yeah, cầu thủ, 101, 101 hơi cùi anh em. Bây giờ mình làm một phát nữa đi, nếu mà nó không ra cầu thủ cao cao nó sắp mình ngưng thôi, mình đi mua cũng được. Mấy con trăm là bốn thì cũng khá rẻ, nhưng mà mình sợ một số anh em ôm hàng đẩy giá lên đó, thì anh em canh những con hàng nào mà anh em cần đó thì lên mua liền đi anh em. Chợ đang lỗi á, nếu mà hết lỗi mua liền nha, không muốn là bị đẩy giá đó, căng lắm á, đẩy giá lên cao lắm á. Hôm bữa ăn được AI được một ít, giờ AI nó làm lại là thấy trả coi lại thôi. Yes, trời ơi con 97, thôi anh em mình ngưng thôi. Thì mình cũng làm một clip hướng dẫn cho anh em cách mở bell như thế nào và làm FPC như thế nào cho tiết kiệm nhất ha. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi clip ha. Anh em thấy hay nhớ like clip này cho mình ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Xin chào anh em.